không lẽ mình nắm từng nắm gì mình vô lâu quá mình xúc vô. Còn phần trên mình phải kiểm tra lại hồi nãy mình trộn có điều chưa. Rồi, đó, chưa trộn điều là phải trộn lại đúng không? Còn cây mình phải cầm. Xin chào quý bà con thân yêu, ngày hôm nay Oanh xin phép được quay trở lại và chia sẻ quý bà con chúng ta trong chuyên mục về trồng cây sân vườn. Bà con cũng biết lụa đỏ Ấn Độ là một trong những cây kinh tế rất là cao và Oanh cùng với các công ty đang phát triển để giúp quý bà con chúng ta có thêm một cái sự chuyển đổi diện dịch cơ cấu cây trồng cho nó tốt. Tuy nhiên lụa đỏ Ấn Độ nó bên cạnh là cây kinh tế thì cũng là một cây có giá trị tinh thần rất là tuyệt vời luôn. Và nói thiệt luôn, sau thời gian buổi sáng thức dậy làm các thủ tục xong rồi thì bước ra vườn là nhìn thấy cây lụa đỏ Ấn Độ là vui trong lòng, rất là khấp khởi trong lòng, vì đó một cái cây nó nhỏ bé như vậy, ủa cây nó mới lớn như vậy mà nó lại ra bông rất là đỏ, rất là đẹp, ra cái lọc rất là dễ thương và sẽ rất là dễ đậu trái luôn, và đặc biệt rất là dễ trồng. Thì Quanh thấy là nó sẽ rất là phù hợp với cái để quý bà con chúng ta ngắm nè, chúng ta nhìn nè, chúng ta chăm nó nè, và đặc biệt là sau những cái giờ làm việc vất vả thì bà con chúng ta có thể là ngồi nhâm nhi ly trà hoặc là ăn một cái bữa cơm bên một cây lụa đỏ Ấn Độ thì rất là Quanh cảm thấy rất là ấm lòng đúng không ạ, và chúng ta cảm thấy rất là thư thái. Thì ngày hôm nay phía sau lưng Quanh có rất nhiều lụa đỏ Ấn Độ nha, nhưng mà Quanh cùng với anh Nhật cũng đã cái cây lụa đỏ Ấn Độ đang ôm bông luôn ha anh. Ôm bông hai chậu lớn là mình để một trái. Dạ. Để một trái. Chậu đó đó là lớn chưa? Lớn rồi, cỡ này. Đây là video này là video thực tế, có gì làm đó. Nên là bà con thấy không phải là chậu qua Mỹ để làm cho nó đẹp đâu nha bà con nha. Chậu đó bể hết cái vợ cái gì cái mỏ. Cái nhà mà có cái thùng xốp trồng cũng được nha. Dạ, nhà có thùng xốp trồng nhớ đục lỗ đúng không anh? Có đục lỗ đúng không? Ừ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm bắt đầu tới với cái giá thể nè. Để trồng lụa đỏ Ấn Độ thì chúng ta cũng phải cần chuẩn bị giá thể. Thì giá thể đầu tiên là trấu, bao nhiêu phần trăm trấu anh? Trấu sống nó chỉ cần 10%. Trấu sống 10% thôi nha bà con nha. Đó. Nó độ thoáng, nó thoát nước. Để tạo cái độ thoát nước tốt đó, chúng ta nghe chuyên gia chia sẻ thì chúng ta sẽ nắm được là lý do sao phải có trấu sống nè. À, bây giờ tới sơ dừa đúng là sơ dừa Bến Tre cái gì cũng xài được hết. Sơ dừa là chủ yếu là do là cái này mình giới thiệu cây để trồng trong nội thất và trồng ban công những cái nhà hẹp á mình trồng ở trước hành lang hay là cái ngoài cổng rào đó hay là ngoài sân nhà đó, mình cần cái độ ẩm, nói chung là trồng chậu đi là nó cần độ ẩm, là mình trà siêu sơ dừa 60%. Nhớ là trồng ban công, trồng ở trước cửa nhà, trồng những cái chỗ hẹp chúng ta có thể bỏ vào chậu chứ đâu có bỏ xuống đất được đúng không anh? Thì chúng ta phải có sơ dừa, phải có trấu sống. Rồi, tỷ lệ 10 giống 10 rồi. Đây là cái đất sạch là khoảng 30%. Đất sạch 30% nha. Rồi mình xài đất tại địa phương mình có gì mình xài đó được không anh? Mình khỏi mua được không? Có nhà vườn cây trái đó. Dạ. Xin họ bao hai bao gì. Xin bao hai bao. Dạ. Bởi vậy giờ Sài Gòn về là nhớ là chuẩn bị cốp xe để bỏ một hai bao đất lên trên đó để dự thủ trồng cây của cô Oanh nha. Rồi mình đảo sơ lại. Đất hồi nãy là bao nhiêu phần trăm anh? 30% đất nha bà con nha. 10 sơ dừa, 10 trấu sống, 60 sơ dừa và 30% là đất. Đất thì chúng ta có thể sử dụng đất mà chúng ta đang có, không nhất thiết là loại đất nào. Rồi bây giờ tới humus Hoa Kỳ. Siêu kích rễ, bây giờ mình lấy tỷ lệ sao anh? Tỷ lệ như là cái cỡ mà 1 thùng B 20 lít á. 1 thùng B 20 lít đó. Khoảng 1 muỗng canh vậy nè. Dạ, cái này mình để kích thích và hỗ trợ cho cái rễ ha anh ha. Bây giờ là mình cũng rải đều. Nuôi trái luôn nha. Nuôi trái luôn. Đây là nuôi trái luôn nha. Dạ, nuôi trái luôn. Đó, bây giờ đang bông nè, Nhưng mà em nghĩ cái này nó đang bông mà nó mới có một, cái này nó mới ra chậu được có 10 ngày vậy mình cũng đâu để trái đâu chứ đúng không? Mình sẽ cho nó đậu trái cho chứ. Rồi mình 2 tuần sau mình trở lại cho khách. Cho đậu trái luôn. Cho đậu trái xong rồi mình mới bỏ. Ok. Mình ok. Nói người ta không tin. Dạ ok rồi đó. Bây giờ bà con chúng ta theo dõi kênh siêu thị cây giống Willow Farm thêm để chúng ta cùng nhau tham gia những cái cách trồng về sinh thái nha. Bên Quanh sẽ hỗ trợ rất là nhiều các cái nhà vườn. Bây giờ nói thiệt bà con là trời thời tiết càng ngày càng nóng hơn. Chúng ta ở trong máy lạnh thì sướng thiệt đúng không anh? Nhưng mà nó không sướng bằng chúng ta ngồi được cái gió tự nhiên, cái gió mát từ thiên nhiên, nó thiệt nó đã gì đâu á. Mỗi lần em về bên Cù Lao em hay thích ngồi ngay chỗ cái bánh phà nè, gió nó thổi hù đã. Quanh ở nhà lá bên kia kìa bà con đó, mấy anh em Quanh ở mấy cái nhà lá bên kia đó, ở gió là chỉ cần bắt quạt máy thôi chứ cũng không có máy lạnh nữa, thật sự là không có. Rồi sau đó là mình tự nhiên mình được cái gió tự nhiên ha, nó rất là mát, rất là đã luôn. Nên là Quanh cũng hiểu được một phần nào đó cái cảm giác của quý bà con chúng ta, nên là chúng ta trồng cái lụa đỏ Ấn Độ này nè để nó quang hợp, tạo độ mát ở trong sân vườn của mình, rồi nó thêm mấy bông màu đỏ này nữa là quá chi là đẹp. Rồi giá thể mình trộn xong rồi nè, giá thể đã trộn xong, nhìn cái màu rất là
có rau xong có thấy phải đều đều kìa. Đều nha, cũng đều nha. Đó, bây giờ tới cái chậu, có chậu gì xài câu đó, xài cái thùng xốp cũng được. Cái cây này thì nó cái chậu nó nhỏ thôi. Dạ. Cái giống mình mới mua về thì cái, dạ, cái bầu nó khoảng có 12 thôi. Bầu 12. Đường 12, kính bầu 12. Cái chậu này á thì cái loại cây lựu này là loại cây mà trái nhiều. Trái nhiều. Thì nó trái xài. Nó phải cần cái chậu lớn hơn. Dạ. Nếu mà ai mà gia đình nào mà có thanh niên khỏe mạnh á, mua cái chậu cỡ 1 mét vuông cũng được. Mét vuông cũng được luôn. Mét vuông thì mình cố định luôn rồi anh. Cố định luôn á. À. Là trồng để ăn nhiều năm luôn. Ăn bền luôn, khỏi thai giá thể mỗi năm ha. Cái chậu này đường kính nó phải 36. Thì 36. Cái này nếu mà để gì á thì được 2 năm. Để được 2 năm. So với cây lựu này là được 2 so năm. Với đường không với cây lựu này thì để được 2 năm thôi. 2 năm sau mình phải sai cái giá thể mới. Ok. Nhưng mà mặc dù nói để 2 năm nhưng mà cũng phải thấy nó khi mà rễ nó ăn lên nó bị giá thể nó bị tớp xuống á. Tớp mình xuống. Cũng phải thêm bồi dưỡng vô. À, thêm bồi dưỡng vô. Thì, chút xíu nữa mình chỉ kỹ hơn. Dạ 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 dạ. Ok. Đó, khi mình vô cái chậu mình vô nó cái do cây lựu này là cái cây mới, đây là cây con thôi nhưng mà dạ. cái lựu này nó có khả năng là khi chiếc nhánh ra nó đã có trái. Ừ. Cây rồi. Từ lấy nhánh từ những cây bố mẹ rất là lớn tuổi rồi nên nó mạnh lắm. Ừ. Cái chậu này là cái đường kính nó là 30 ha. Dạ đường kính 30. 30 nhưng mà mình cho lên tới là 60% chậu, hơn nửa chậu đất. 60% chậu. Còn chừng nào mà hụt đất thì mình bồi thêm ha anh. Hơn nửa chậu đất. Hơn nửa chậu đất. Chứ không phải cái chậu nhiêu là mình bồi nhiêu ha, lần hộp cụ thể chết luôn. Đó, mình chừa lại mình cảm nhớ cái này nó hơi phập xuống nhưng mà mình sẽ mau xuống. Rồi, rồi, rồi em qua tới đây. Rồi. Cái này mình sẽ mau xuống. Mình mau xuống, mình vô là 60 chậu mới 60% đất thôi. Nhưng mà phải mau xuống tí để nữa. Mau xuống. Dạ, mình mau xuống để mình đặt cái hộp nó xuống đúng không? Ừ. Phải hơn nửa chậu nha. Hơn nửa chậu. Nên tại sao mình không để cho nên 100% luôn anh? Ý của mình ở đây là mình sao anh? Vô từ từ đất cho nó mình xốp. Mình vô từ từ đất cho nó xốp với không nghẹt phải không? Lúc đầu á mình vô là mình không lẽ mình nắm từng nắm gì mình vô lâu quá mình xúc vô. Còn phần trên mình phải kiểm tra lại hồi nãy mình trộn có điều chưa? Rồi, đó. Chưa trộn điều là phải trộn lại đúng không? Còn cây mình phải cầm mua về cái những cái cây nhỏ như vậy nè. Nó cái rễ nó chưa mạnh đâu. Móc nó ra từ từ. Cây này là củ tỏi là mới có trồng được 10 ngày à. 10 ngày. 10 ngày hơn xíu. Trời, rễ cũng quá trời rồi anh ơi. Đây. Đây, 10 ngày đúng là nó mạnh thiệt. Hôm bữa anh có nhúng bầu phải không? Có nhúng. Có nhúng bầu, củ tỏi về bà con không biết lũ củ tỏi phên quanh hay quanh hay quay đó. Anh Nhật anh khi anh vô cùng với mấy chỉ cho mấy cô vô thì có nhúng bầu bằng hung bích Hoa Kỳ nên thấy nó ra rễ cũng nhanh, ra rễ trắng vậy là khỏe lắm ha anh. Đó, bởi vì giờ mình cứ thế vậy á, mình để cái nó khoảng dưới cái mặt này là bây giờ mình sẽ đổ đất lên cái chậu này là khoảng 80% chậu. Dạ, 80% chậu. Ok. Nó cái những cái rễ non vậy chúng ta phải gứt này nhẹ nhàng, phải lật ngược cái chậu lên để cây vô nhẹ nhàng. Dạ dạ. Rồi cái đất mà tức là mình không có rực lên ha, mình không có giật lên nó bể cái chậu ha. Là mình cứ nhẹ nhàng mình cứ thêm đất vô. Thêm đất vô nhẹ nhàng nha, khúc này là phải nhẹ nhàng nha, khúc này phải thư thái chứ đừng làm mạnh bạo quá nó kêu vợ kêu cái là bỏ chạy luôn là chết luôn á. Những cây mà mình tháo ra mà rễ non vậy à. Ừ. Là mình hạn chế tiếp xúc gần gốc nó đi. Dạ sao. Mình cứ phía ngoài đi. À đừng đụng vô rễ ha. Ừ. Rồi những cây vậy nè mình có thể mình vô cứ để vậy nè mình vô tới 90% cũng được. Dạ. Do là mình không động tới sát gốc nó, mình ém cái vòng ngoài thôi. Dạ. Rồi mình tưới nước tự động nó sẽ lúng lên. Tại lúc đầu mình lên đã 60% rồi là dạ. Mình không ém là chắc chắn. Bây giờ mình đè này nè chắc chắn sẽ xuống. Dạ. Nhưng mà mình không làm vậy. Mình để mình tưới nước từ cho nó xuống ha anh. Ừ. Đó. Như vậy thì em thấy nó ổn hơn chứ mình đè xuống nó tổn thương cái rễ đúng không? Còn những cái cây này á là mình không có đè vô gốc nó. Bắt buộc chúng ta phải cột lại chống cái cây rồi cột lại. Còn nhiều khi á ở ngoài ban công hay ở ngoài sân nhà mình á đêm nó có gió nè. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình nhiều khi cái vòi nước của mình tưới nó ngay cái thân á. Nó lại là cái cây nó bị động vô cái rễ nó, là cái rễ nó đang ra cái nó bị dập. Dạ. Rồi đó, bây giờ mình cố phải cố định luôn, nói chung là phải chi tiết luôn. Chứ cái khúc này mà nhiều quý bà con chúng ta hay bỏ qua nên là anh Nhật anh chia sẻ rất là kỹ cho bà con nha. Cố định lại nha. Mình phải cố định. Cho dù mình trồng ở ngoài đồng mình cũng phải cột vậy luôn. Dạ. Trời em thấy nhiều bà con không cột kia trơn em la làng la sớm. Động rễ không lớn á anh. Động rễ nó ra nhiều đất hết trơn rồi lấy gì mà. Cái cây lựu này mình tưới nước nhiều không anh? Cây lựu này á là cây dùng hạn. Dùng hạn. Dùng hạn là cây ở Ấn Độ là nó rất là khô hạn và nóng. Dạ. Thì bởi vì mình chừa cái lượng nước này mình cứ tưới làm sao mà nó vừa vừa bằng mí chậu là thôi. Vừa bằng mí chậu thôi. Một ngày tưới một lần.
Một ngày tưới một lần thôi, cái lượng nước nó bình quân á, một ngày nó như cái độ là phải tưới từ giáp 3 lít nước. 3 lít thôi được rồi. 3 lít. Thì bây giờ nổi cái mặt này không là mình tưới là đã 2 lít rồi, nhưng mà cái thời gian đó mình tưới cái vòi nước nó thấm, thấm xuống là nó vừa bằng cái mí này để hơi tràn ra nó lan tùm. Rồi bây giờ mình có hứa với bà con cái này mà con chụp hình đi. Cây này bây giờ lưu lại cái hình ảnh này. Hai tuần sau mình sẽ cho cái cây này, mình lấy cái trái đậu của cây này. Lấy trái đậu của cây này luôn. Nhưng mà mình vẫn bỏ. Dạ. Để quý bà con thấy là trồng lù nó dễ biết chừng nào hả? Dễ như ăn cháo hả? Rồi mình vẫn dỡ lên xem cái bộ rễ như thế. Dỡ lên nữa, chết cây em sao? Nói. Để coi cái rễ nó làm sao đúng không? Ý là vậy phải không? Bộ sản phẩm này nó phát triển như thế nào? Cái sản phẩm này của nông nghiệp Hoa Kỳ, đây là sản phẩm nguyên liệu nhập khẩu và có bổ sung vừa humic hữu cơ vừa vi lượng trong này, nên là anh Nhật anh rất là cảm thấy rất là tự tin nha bà con nha. Và đây là cũng là sản phẩm đã giúp cho rất là nhiều các cái vườn có năng suất rất là cao. Thì bây giờ là nãy giờ là anh em mình cũng đã hoàn thiện ha, cũng nhanh đó anh, nãy giờ em quay khoảng tới giờ là 10 phút à, bà con chúng ta coi mới 10 phút à, nên là cái việc mà trồng cây cây rừng rồi làm nhà sinh thái rồi này kia là trong tầm tay mình ha anh. Dạ, rất là nhanh. Có thể mình trồng cho đều. Dạ. Cây lựu thì anh có lưu ý gì không? Em thấy nó hay dễ bị nấm nè. Nó để chỗ nào? Để chỗ để mát cái, hay chỗ nắng hay chỗ không sao? Lúc mà củ tỏi về á là cái đó là khâu đó của mình. Dạ. Là cái lượng lưới nó phải 50%. 50. Chứ như cái lượng lưới ở ngoài của mình để là tới 70%. Nên thí dụ cái cây nào mà mình tưới đủ nước thì nó không bị trái cái đọt này. Dạ. Cây này nó thiếu nước nên cây này mình bị thiếu nước, nó phải tự nó trái để nó nuôi mấy thằng kia. Vậy là bây giờ là bà con giờ từ cái chậu này là tưới tầm khoảng 3-4 lít là ok một ngày ha. Tưới buổi sáng hay buổi chiều tốt không, bữa nào cũng được anh? Sáng trước 10 giờ. Tưới buổi sáng trước 10 giờ, vậy trước khi đi làm là tưới được đúng không? Rồi ok, vậy là bây giờ bà con chúng ta chụp hình lại cái cây lựu này đi ngang, để mà quanh cùng với anh Nhật sẽ quay trở lại và quay cho bà con chúng ta xem cách chăm sóc cây lựu ở 2 tuần tuổi anh, 2 tuần tuổi, 2 tuần tuổi nha. Và để coi mấy cái bông này là nó đậu nổi không nha. Đó, mấy coi cái mấy bông này nó đậu nổi không nha. Chắc chắn là nó sẽ có kết quả cho quý bà con chúng ta. Ok bà con ơi, cảm ơn quý bà con, rất là hân hạnh được phục vụ quý bà con chúng ta trong cái món ăn tinh thần. Đây là anh Nhật cùng với Quanh, hai anh em sẽ phụ trách thêm về mảng sinh thái nữa. Tại vì thật sự ra cây ăn trái bây giờ đâu đơn thuần là ăn trái nữa, mà chúng ta sẽ là làm cây kiểng luôn. Nên quý bà con chúng ta nếu yêu thích sinh thái thì cũng có thể liên hệ với siêu thị cây giống Willow Farm để mà được hỗ trợ tư vấn những cái danh mục cây sinh thái nào trồng cho nó phù hợp. À anh ơi, hình như em thấy bên kia có một cái, đây có một cây lựu nó đậu trái luôn nè anh nè. Lựu màu đỏ bên kia nó đậu trái luôn nè, đó. Đó, để anh Nhật qua, anh Nhật anh lấy cho quý bà con chúng ta xem ha. Phải không? Phải đậu chưa? Đậu đài chưa? Trời đất ơi, đậu luôn rồi kìa. Thì lúc đầu mình đã nhúng thuốc bột nó mạnh ha. Anh quay mé mé giùm em bên đài này em nhé. Đó, bà con thấy nó nhú nhú, nó bự bự ra là nó đậu rồi nha bà con nha. Mình phải okay. Lại bỏ thôi chứ đậu quá mà. Đậu rất là dễ đậu. Nói chung đụng vô đẻ, đụng muốn đẻ thì đụng vô thôi. Ông bướm dập diều luôn ha, ông bướm dập diều luôn. Thực ra cây của tỏi nó đâu có lực gì nhiều đâu, chưa lá cành nhiều đâu. Nên là nhiều quý bà con chúng ta sợ mà lựu không có trái, không có bông thì thôi á chứ. Cây này là trồng là dễ nhưng cho chúng ta cứ yên tâm nha. Thôi bây giờ thì Quanh cùng với anh Nhật sẽ xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo, những cái video về chăm sóc cây sân vườn. Nếu bà con chúng ta yêu thích video này hãy cho Quanh xin một like, nhấn vào cái chuông và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.